Hôm nay em trọng lên sóng cho các bác một mẫu Hyundai Kona đời 2021, bản tiêu chuẩn máy xăng 2.0. Đây, em lướt qua một vòng ngoại thất chiếc xe Hyundai Kona. Chiếc xe này thì chị chủ đi mới có 1,5 vạn thôi, xe mới lắm. Bác nào mà mua chiếc này về đi xe gia đình thì tuyệt vời, không còn gì bằng. 5 chỗ rộng rãi, gầm cao, có 3 chế độ lái, cảm giác lái rất là sướng. Hyundai mẫu Hyundai này thì cạnh tranh với cả Kia Seltos với cả Cross. Đây, phần bên ngoài thì cái sơn, phần sơn xi trắng này đều đặn nhé. Thực ra thì nó vẫn là sơn zin từ đầu thôi. Bên em lấy về cũng chưa làm gì, cũng chưa tỉa sơn, không làm gì cả. Tất cả chiếc xe này là nguyên bản từ đầu đến đuôi. Sơn zin còn nguyên, có hơi bụi tí thôi, hơi bẩn tí thôi. Đây các bác nhìn lớp sơn bên ngoài. Bên em cũng đã check lịch sử hãng con xe này kỹ rồi, thì chỉ có 2 lần bảo dưỡng, 1 lần 1.000 cây, 1 lần 6.000 cây. Đi 1,5 vạn mà bên em không tua 1 km nào hết, không tua gãy. Cam kết với các bác là nếu tua xe này em cho các bác con xe này. Đây, phần lốp và la răng. La răng thì rất là đẹp. Cái la răng này so với cái bản full của Kona ấy, thì em lại thích cái la răng này hơn, trông nó khỏe hơn, gấu hơn. Đây, cái gờ lốp của xe 1,5 vạn nó sẽ dày như này. Đây các bác theo dõi cho em. Cái gờ lốp sẽ rất là dày. Tất cả 4 lốp là sẽ theo xe. 4 lốp theo xe và gờ lốp còn dày. Đây, lốp còn rất là dày nhé. La răng với lốp theo xe. La răng của bản tiêu chuẩn này nó gần giống cái la răng của Mẹt. Nhìn rất là đẹp. Đây, tình trạng của 4 lốp. 4 lốp là còn dày đẹp. La răng mới. 4 lốp dày đẹp, la răng mới, không có xây xước gì cả. Đây, cái chấm sơn này còn nguyên này, gờ lốp dày này, chấm sơn nguyên này, các cái ta lông này còn này, chưa dụng một cái ta lông nào luôn. Đây các bác zoom lên. Đây, la răng thì còn đẹp, không có một vết xước nào cả. Chiếc này thì em khẳng định với các bác về gọi là chất lượng chiếc xe, về độ lướt của chiếc xe. Một chiếc xe 1,5 vạn thì nó còn thơm mùi mới. Phần ngoại thất chiếc xe. Đây em đi vào phần nội thất. Đây là phần táp ly cánh cửa này. Táp ly cánh cửa này, các phím bấm này. Tất nhiên là xe 1,5 vạn thì những cái này này còn nguyên vẹn này, còn đẹp rồi. Đây, phần táp ly cánh cửa này.
Phần táp lô thì có một cái vải táp lô để chắn này, chứ táp lô đứng rất là đẹp, xe lướt mà các bác. Đây đồng hồ km chuẩn đây, bên em gọi là cam kết không tua gãy, không không gọi là can thiệp bất kỳ tí nào vào cái hộp số, vào cái đồng hồ km cả. Đây các cái chi tiết theo xe này, đây cái ni lông theo xe này còn nguyên này, ni lông ở cái vô lăng này người chủ người ta chưa bóc này, các bác nhìn này. Còn nguyên đấy. Phần ghế lái này, má ghế lái này không có một cái dấu hiệu nào là ngồi nhiều ở đây cả. Cần số này, cần số này, ni lông ở cần số vẫn còn, bác để ý này, màn hình này, phanh tay này. Tất cả những cái chi tiết mà theo xe là còn nguyên bản hết. Trần lì đẹp này. Trần thì đương nhiên là xe lướt thì trần phải đẹp thôi. Cái trần là trần nguyên bản. Mới đó, tất cả đây. Ni lông ở chỗ này người ta còn chưa bóc luôn. Rất nhiều ni lông quanh xe. Đóng cửa chắc lịch, xe lướt đi ít. Tiếp là táp ly cánh cửa sau, em sẽ quay cho các bác từng tí một tất cả những cái chi tiết của con xe này. Từ trần phao đến cửa này. Ghế sau này đẹp này. Cửa đóng chắc lịch. Đây. Tất cả các yếu tố xe còn zin nguyên bản, không lỗi lầm. Chuẩn chỉ, đúng chuẩn chất xe đi lướt. Các chi tiết ốc còn nguyên, đình tán nguyên. Bên em là cam kết chiếc xe này là đúng tiêu chuẩn xe lướt. Không tua công tơ mét, không đâm va, không ngập nước, pháp lý chuẩn chỉ. Em mua trực tiếp chính chủ từ dân. Đây, phần cốp này. Tất cả những cái chi tiết là còn nguyên vẹn mới mẻ. Chất xe 1,5 vạn mà. Đây, tam ly cánh cửa này. Đây. Các bác chồng. Ni lông đằng sau cũng còn nguyên. Ni lông ghế sau các bác mua xe các bác chủ là ít đi lại nhưng gần như cái sau ni lông bác cũng chưa bóc, còn nguyên ni lông ạ. Xe rất là mới, xe này mà đi gia đình thì không phải nghĩ luôn, cảm giác lái thì thoải mái, không gian thì rộng rãi, đi nhà có 5 người 4 người là đi gia đình, em thấy chiếc này rất là tuyệt vời luôn.
một chiếc xe đi siêu lướt. Đây. Chiếc xe đi siêu lướt. Táp ly. Ghế phụ. Đây, vâng, mới tinh luôn. Loa, có loa trung tâm. Con này thì không có cửa sổ trời. Tuy nhiên thì với cái phong cách đi xe như của em thì em cũng không cần cửa sổ trời đâu. Nó là có cũng được, mà không có thì cũng không sao. Na răng của bản tiêu chuẩn thì em thích nhất bộ na răng này. Nhìn cái xe nó rất là chắc khỏe. Đây phần ngoại thất bên ngoài. Cái chiếc xe này em nhìn thì nó rơi vào tầm khoảng 9 điểm. 9 điểm rưỡi. Đúng với chất xe lướt. Sơn zin thì còn nhiều, còn hết luôn, còn 100%. Các bác thích thì em tặng thêm một cái gói đánh bóng xe nữa, mới tinh luôn. Đây, đây các bác nhìn tất cả những cái chi tiết. Các chi tiết ở trong khoang máy, tất cả những cái chi tiết đây các bác nhìn giúp em. Chấm sơn nhà sản xuất còn nguyên này, máy sáng quắc này. Máy này thì đi toàn đường đẹp thôi. Sắt xi. Tất cả những cái đinh tán rồi những cái chi tiết của khoang máy thì nguyên bản hết các bác. Đây, những cái chấm sơn. Bên em thì cam kết với các bác là điện, máy, gầm nguyên bản. Điện trên xe, máy móc, khung gầm là phải nguyên bản hết. Tất cả những cái gì liên quan đến cái tuổi thọ của chiếc xe thì bên em phải gọi là cam kết đảm bảo cho các bác. Vì đây là một cái chiếc xe lướt thì đây, những cái chiếc xe lướt thì tất cả những cái chi tiết thì em phải đảm bảo. Tất cả là keo chỉ các thứ nó còn nguyên bản. Xe đẹp lắm. Vâng, em Trọng xin báo giá chiếc xe Hyundai Kona bản tiêu chuẩn 2.0. Báo giá chiếc xe này là 578 triệu. Chỉ với 578 triệu thì các bác đã có một cái chiếc xe gia đình gần như xe mới. Bên em sẽ bao cho các bác vấn đề hồ sơ, rút hồ sơ. Giá 578 triệu bao rút hồ sơ. Còn về tên thì các bác thêm một ít chi phí để các bác về tên. Chiếc Kona này lúc mua mới về, chiếc Kona này em rất là thích thú về cái
cái cảm giác lái của nó rất là đã các bác ạ. Xe 5 chỗ gia đình, không gian rộng rãi, tiện nghi đầy đủ. Các bác mua ủng hộ em nhé. Giá 578 triệu. Em Trọng, salon ô tô Trường Thành K. Địa chỉ là ngã ba Gia Lộc, thành phố Hải Dương. Rất mong các bác ủng hộ em, ủng hộ kênh của em và mua giúp em chiếc xe này. Xe này đẹp lắm ạ. Em lấy về em cũng không chê chiếc xe ở điểm gì. Chủ xe rất là giữ gìn. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video xe sau. Chúc các bác một ngày mới vui tươi bên gia đình. Em Trọng xin cảm ơn và hẹn gặp lại.